tốt rồi. Lần này phải vui chơi thỏa thích một lần. Đi bên đó hay đi bên đây? Hay là bên này? Đó không phải là của công chúa sao? Chủ công chúa. Đại đã. Ngươi, con nghe ta nói của công chúa. Con biết phép biến thế pháp phải không? Của công chúa gì? Ta không phải của công chúa. Nhận lầm người rồi. Bà đã. Sao cô không phải được chứ? Chàng sân ta không nhận nhầm người đâu. Cái gì của công chúa bắt công chúa? Ngươi còn là thích cậu mã đó. Thịt bá, cô muốn đi đâu vậy? Ta muốn đi. Sao lại nắm tay ta vậy? Thả ra đi. Ngươi làm ta sợ đến không thở ra hơi đấy. Cô mà cần thở sao? Chỉ biết có chơi thôi. Còn chính là một phần trong cơ thể của công chúa. Cô là phân thân. Ta biết mà. Nhưng mà ta thật sự thấy buồn quá. Ngươi cũng không cần nắm tay ta chặt như thế. Lần này ta sẽ không gây quả đâu. Thì ra là phân thân trong cơ thể của công chúa. Ta biết mà. Không đúng. Thế thì của công chúa đâu? Nguyên thần của công chúa sớm đã hôn mê rồi. Nó còn không đi tìm nữa. Vậy làm sao đây? Thích phách. Bây giờ muốn ta phải ra tay hay là cô ngoan ngoãn tự mình trở về đi? Khoan hãy ra tay. Nghe ta nói. Không dễ dàng gì ta mới đến được nơi đây. Cho ta chơi một chút đi. Ta sẽ trở về rất mau thôi mà. Có được không? Ra ngoài chơi hả? Trong đầu cô chỉ có biết chơi thôi sao? Cô có biết sự việc nghiêm trọng hả? Bây giờ bản thân công chúa đã bị hôn mê. Chúng ta làm không tốt, chỉ còn là tuổi thọ 7 ngày thôi đó. Dần. Cô chỉ lo như vậy sao? Chỉ chơi một chút thôi mà. Cần gì phải căng thẳng dữ vậy? Nghe cho rõ, nếu như bây giờ cô không quan quan trở về thì ta trực tiếp ra tay không khách sáo với cô đâu. 1, 3. Ta tìm củ cải đỏ cho ngươi ăn nhé. Ăn củ cải đỏ còn dám dụ dỗ sao? Còn không muốn trở về hả? Đừng. Được rồi, buông tay đi. Ta trở về mà. Nhưng mà ngươi bắt lấy ta như vậy, ta làm sao mà có phép được đây, có đúng không? Chúng ta đều lùi lại một bước. Lùi lại đi. Lùi lại nào. Lùi lại một bước nữa. Được rồi. Ta đi đây. Ngươi mắc lừa rồi. Thích phát. Còn nhai đầu muốn chết. Còn không mau trở lại đây. Không khí ở đây tốt thật. Thoải mái. Tinh thần sảng khoái. Thật là thoải mái quá đi. Thích phát. Đừng chạy. Mau dừng lại đi. Thích phát, chỗ này chơi vui thật đấy chứ. Thích phát, buông tay. Đừng tiếp tục nữa. Ta đã không biết bây giờ cũng công chúa đang mang thai. Cô tiếp tục lừa dẫn như thế này không chỉ tổn thương cổ, mà còn tổn thương đến đứa bé trong bụng nữa đó, hiểu không? Được rồi. Sao lằng nhằng quá vậy? Tôi phải nói với ngươi rồi. Ta đi chơi một chút thôi mà. Cô đừng quậy nữa. Mau trở về với ta đi. Ta đã nói rồi mà. Ta không về đâu. Ta muốn đi thêm một chút. Ta tự có chừng mực. Đừng quậy nữa, mau về đi. Ngươi xem kìa, đằng trước một cái động. Bên trong cái động sẽ có những thứ gì? Chúng ta vào đó xem thử. Đừng qua đó mà. Thịt phách sắp chết rồi. Trong đó sao lại có vết tích của Hoàng Vũ Tời không? Trời ơi, Thích Pháp đi chuyến này đã về lại 20 năm trước rồi. Tiêu tùng rồi. Thích Pháp. Ba này thật sự đẹp quá. Sao những đóa hoa này xinh đẹp như thế chứ? Thơm thật. Bà rất đẹp. Tự thức đủ rồi chưa? Nhìn đủ rồi thì lập tức quay về đi. Được rồi. Đừng nói những câu như thế nữa. Không chịu trách nhiệm, mau trở về đi. Như thế nữa thì đi có được hay không? Người xem này, ở đây thật sự rất đẹp, hoa rất thơm. Chúng ta ngồi xuống đây, sau đó cảm nhận gió mát, tận hưởng hương hoa.
Sau đó chị uống chút rượu, ăn củ cải. Người cảm thấy thế nào hả? Người thích không? Nghe ra thì thật sự quá thoải mái. Còn củ cải đó ăn thì ta bóp chết cô. Và đó cho cô biết ta dùng phương pháp để lừa gạt ta sao? Cô chết chắc rồi. Ta không về. Cô trở về cho ta. Không. Cô ép ta là tài phải không? Đừng ép ta nhé. Ngươi cũng đừng ép ta. Cẩn thận đó. Ta nói cô biết, ta không khách sáo đâu. Người đến là ai? Các người dám tự xâm nhập cấm địa còn không mau báo danh tính. Người xem. Phân thân. Cô chắc chắn cũng là phân thân rồi. Sao cô lại ra đây rồi hả? Nó không phải là phân thân. Đừng có giận bừa. Phân thân đó. Người xem nè. Mão trên đầu giống hệt ta như lúc. Không phải, người ta là tiên nữ. Chẳng qua mão trên đầu giống nhau thôi mà. Người đến là ai? Sao vậy chứ? Bổ tiên quan mà cũng không nhận ra. Không dám. Không biết thần quân đại giáo quan lâm. Vẫn mong thần quân đừng lấy làm lạ. Hai người các người rốt cuộc là làm gì thế? Đồ chơi trên tay là món gì vậy? Có thể cho ta biết được không? Không phải chuyện của cô thì đừng có hỏi. Không sao không sao. Ta chỉ là muốn biết. Hai người nói đi. Rốt cuộc là bảo bối gì? Biển hoa này đẹp quá. Để đây làm gì? Thứ đang ở trên tay là bảo bối gì vậy? Hai người không muốn nói chuyện với ta hả? Ai nói? Đương nhiên chúng tôi biết rồi. Bộ qua sứ giả, đừng gấp. Chắc chắn người cũng biết mà. Thế nên người mới không nói ra được. Vậy xem thái độ của cô ta thì biết chừng. Là đợi gặp chuyện gì? Hoặc là chúng ta để cô ta mở rộng tầm mắt. Vậy thì cứ nói đi. Không phải cô chỉ là muốn biết tác dụng của cây trượng sao? Đừng gấp. Cô nhìn nè, biển qua lớn như thế, thật ra đều là do qua ông, qua bà cai quản. Hộ qua sứ giả chúng tôi là hai tiên nữ hộ qua, chính là thuộc hạ. Kính chào hai vị. Thứ hai cây trượng này rốt cuộc tác dụng gì? Biển hoa này đúng là xinh xắn. Đương nhiên, hoa ở đây không phải là hoa tiên bình thường. Hoa trắng, hoa đỏ, đúng lúc ứng với thai nhi sắp được sinh nở ở phàm gian. Hoa đỏ đại diện thai nữ, hoa trắng đại diện thai nam. Mỗi phụ nữ mang thai phàm gian đều có một đóa hoa đỏ hoặc trắng ở thiên giới. Không ngờ đóa hoa này kỳ diệu chứ. Nhưng mà nói hết nửa ngày vẫn chưa nói đến cây trượng này có tác dụng gì vậy chứ. Trời có bất trắc phân chân. Trong lúc thai nhi đang trưởng thành cũng có biến cố. Có lúc người mang thai rõ ràng sinh hạ bé gái, thai nhi trong bụng lại là bé trai. Vậy thì phải làm sao? Nhiệm vụ hai chúng tôi chính là nhìn theo quyển Càn Khôn Bách Hoa, viết về thai nhi trong thiên hạ, đối chiếu từng người. Ví dụ như Vũ Thị sống Hà Nam, bụng cô ta vốn dĩ là mang thai một bé gái, nhưng ứng với thai lại là hoa trắng, có nghĩa là mang thai bé trai. Vì thế ta sẽ dùng tay sờ vào đó hoa đỏ vô chủ, tay còn lại cầm bạch trượng. Hộ qua tiên nữ, một tay cầm hồng trượng, một tay sờ vào đó hoa màu trắng. Sau đó ta dùng trượng đập đất ba cái. Xem nè. Làm như vậy trắng đỏ chuyển màu. Vậy tính thầy gì ắt cũng sẽ thay đổi. Ta cảm thấy thật sự rất tài giỏi. Đúng vậy. Không ngờ được có những đứa trẻ như thế này. Qua những hộ qua sứ giả, qua những cây trượng của hai vị. Thú vị. À, vậy thì cái gì tiếp trong đó còn có người nào cần phải thay đổi hay không? Có thể để cho ta chơi một chút được không? Có thể cho ta mượn một chút được không? Cho ta mượn nhé. Cô nói cái gì vậy chứ? Cô còn muốn mượn trưởng của chúng tôi? Mượn một lát thôi mà. Sao mà ngỡ mọn quá vậy? Không được. Cô quên hả? Trước đây đã lấy phất trận tấn tử của chú xin được đưa ra chơi. Bây giờ còn lại có ý định mượn trưởng nữa. Ta thấy cô hay quên thật đấy. Không ngoan ngoãn một chút nào. Thì đừng nói hoài chuyện đó nữa. Không sao. Ta nói người biết lần này ta sẽ rất cẩn thận. Ta chỉ là chơi đùa một chút thôi. Ta hứa không làm mất đâu mà. Không được. Đưa cho ta. Cô đương à, cây hồng trượng của ta có sâu đấy. Con sâu này rất to và mập. Đừng sợ, để cho ta. Huynh. Sao vậy hả? Huynh không sao chứ? Trên người huynh có rất nhiều. Cái gì vậy? Sao dưới đất toàn là sâu không vậy? Mau lấy xuống hết cho ta đi. Mau nghĩ hết đi.
Trời ơi, bốc cháy rồi. Xong rồi, con đường càng dứt càng mạnh thêm, làm sao đây? Chỗ này cũng khó nữa. Người của thân bốc cháy rồi, để ta giúp cho. Phải làm sao đây? Thỏ thần, mau qua đây giúp đỡ đi. Mau dập tắt đi. Mau lên, mau lên. Sao thế này? Dập tắt đi. Cây trượng ta không đụng đến. Chuyện này phải làm sao đây? Ta xin lỗi con thỏ lớn. Mới mấy ngày không đến đã có nhiều cỏ mọc thế này rồi. Ông trời, ông để rau của ta mọc nhanh thế này thì thật tốt biết bao. Ai đó? Bốn kiếp nào đánh ta vậy? Hai món đồ chơi này từ đâu mà chui ra thế này? Lần này phải làm sao đây? Làm sao đây chứ? Hai vị, không sao đâu. Không sao hả? Làm sao mà không sao? Lớn chuyện rồi đó. Ta nói cho cô biết, cho dù cô là bằng hữu của thỏ thần, chuyện này cũng không thể cứ thế mà cho qua đâu. Bây giờ hồng mạch qua trưởng để bị rơi xuống phàm gian. Cô cái gì mà cô? Bây giờ nói cái gì cũng không tác dụng. Và ông qua bà trở về. Mau đi giải thích cho bọn họ. Ta không cố tình mà, đừng tức giận nữa. Cô đó, ngoại trừ không ngừng gây quả ra, còn biết làm cái gì nữa không? Lần nào cũng nói không phải cố tình, sau đó thì liên lụy đến cả ta. Đúng rồi. Thôi mà, đừng nói nữa. Ta thật sự xin lỗi Hồ Hoa sứ giả, Hồ Hoa tiên nữ. Đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Ngài nói xem, ta muốn hỏi hai vị một chút. Chuyện này qua ông qua bà đến khi nào mới trở về vậy chứ? Qua ông qua bà đến chỗ hẹn với giao trì chưa mẫu được. Nhìn thời gian này qua thời gian một nén hương nữa sẽ trở về. Một nén hương trên trời một tháng đồng nghĩa với phàm gian 10 năm. Như vậy tính ra trên trời một nén hương là khoảng 20 ngày đó. Đúng rồi, chính xác 20 ngày. Chúng ta phải tìm nó về đây, thời gian gấp bách rồi. Hồ Hoa sứ giả, Hồ Hoa tiên nữ, ta thật sự xin lỗi. Thái độ kỳ này của ta có chút quá đáng. Ta thật xin lỗi, hai vị đừng trách. Hy vọng hai vị có thể nể mặt bổn tiên quân, đừng làm khó cho cô ta nữa. Hai vị yên tâm, ta và Thích Bá sẽ hạ phàm lập tức, đi tìm ngay hai cây trượng đó đem trở về đây. Được, bảo đảm hoàn hảo như mới, sẽ không tổn thương bất kỳ ai. Phải. Chỉ là hy vọng hai vị có thể giúp ta giữ một bí mật nhỏ nhỏ. Chúng tôi đang có nhiệm vụ, không thể rời khỏi khu Hoa Viên. Đa tạ. Muốn tìm lại Hoa Trưởng, xin đành nhờ vào thần quân. Đa tạ. Chỉ cần hồng bạch Hoa Trưởng hoàn hảo vô khuyết, sẽ giấu chuyện này không có gì đâu. Đa tạ. Quá tốt. Nhưng mà hai vị cũng phải mau đi tìm. Qua ông qua bà mà về đây, chúng tôi không dám nói một câu nói dối đâu đó. Đương nhiên rồi. Hai vị chịu giúp đỡ, ta là rất cảm tạ, quyết sẽ không khiến hai vị rắc rối. Bây giờ cô lập tức theo ta xuống phàm gian tìm cái trưởng về. Ta biết rồi mà, quả là ta gây, đương nhiên ta phải tìm chứ, đúng không? Tuy nói việc là mất quà trưởng là do ta vô ý, nhưng mà có sự việc này mà có cơ hội tiếp tục dạo chơi, coi như là nhì quả được phúc đi. Đừng giả giờ nữa, lập tức đi tìm đi. Mau lên, chúng tôi đi trước nhé. Thật sự xin lỗi, chúng tôi đi đây. Trong ngôi miếu này không phải đang thờ cúng qua ông qua bà sao? Không cần nói thừa, đây là miếu qua ông qua bà. Thờ cúng không phải thì có phải là thổ địa công, thổ địa bà không? Thô thật đó, quá hài hước. Ta nói cô biết, cô đừng nói nhiều nữa. Hãy chúng ta mau thảo luận một chút làm sao tìm được cây trượng đi. Về chuyện này thật ra thì ta nghĩ xong rồi. Chỉ là ngươi xem ngôi miếu lớn thế này, rộng thế này, hai chúng ta đi tìm thì
Không biết phải tìm đến bao lâu. Hay là chúng ta đi dán tờ cáo thị đi, tất cả thôn dân đều giúp đỡ chúng ta đi tìm, rất mau có thể tìm thấy thôi mà. Cô ngốc hả? Ta nói cho cô biết, sao có thể đi dán cáo thị để người phàm đi tìm hai cây trượng đó chứ? Hai cây trượng đó là bảo vật, là phẩm khí mà. Đúng vậy, để người phàm lấy được thế giới này không phải là đại loạn rồi hay sao? Ta nói cho cô biết, nơi này rộng lớn khó tìm, nhưng mà có dù có lật tung lên cũng phải tìm cho ra. Nếu như không tìm được thì không được thoát thân. Biết rồi, biết rồi. Tôi chưa từng thấy ai lằn nhằn như ngươi. Cùng một câu nói tới nói lui, nói qua nói lại, nghe nít cả lỗ tai. Nè, tìm tôi. Hoa công hoa bà. Tham kiến hoa công hoa bà. Đứt phát. Ngon thật. Mọi người nghe đây, Tôn Bạch Tuyết đến rồi. Tôn Bạch Tuyết đến rồi hả? Đi xem đi. Đi. Ở đâu vậy? Đằng kia kìa, tránh ra đi. Đừng đẩy. Không phải là ở đây sao? Đến rồi kìa. Không phải chứ, lão Quỳnh, Quỳnh nhìn nhầm rồi. Đây đâu phải là Tôn Bạch Tuyết. Mất hướng. Mắt nhìn đi đâu thế này? Cảm ơn mọi người nhiệt tình. Đúng là náo nhiệt. Cảm ơn mọi người nhiệt tình. Đi ngay đi. Cô thôi đi. Cảm ơn mọi người. Cô thôi đi. Thì ra ở đây chào đón người khác bằng cách này hả? Vui quá. Thật không biết xấu hổ mà. Ngọc Mai, cậu không sao chứ? Không sao. Nè, lúc nãy ai dứt đồ đó? Đứng ra đây cho bổn cô đưa đi. Hảo hán làm thì phải nhận. Đừng sợ này nọ chứ. Các người. Được thôi, không dám nhận hả? Các người có đáng mặt đàn ông không vậy? Được. Muốn bổn cô nương đỏ sức với các người đúng không? Thì ra chỉ có đàn ông được giết thôi. Lúc nãy ta làm như vậy có phải là ta đã gây quả không? Ông chủ tính tiền đi. Dạ được. Bao nhiêu? 3 lượng. 3 lượng. Ngồi xuống đi. Cậu đừng đối xử với họ như vậy nữa. Họ cũng là vì thích mình nên mới hành động như vậy đó. Cũng không thể trách được. Muốn trách thì cũng chỉ trách mẹ mình sinh ra mình đẹp như thế. Đúng không? Quá thu hút người khác thôi. Khách quan đi thông thả. Nè, nhìn gì mà nhìn? Uống trà đi. Ngọc Mai, mấy gã đàn ông này cứ nhìn chằm chằm chúng ta, thật khó chịu quá. Đáng ghét. Cậu thôi đi. Cậu dọa họ đến nỗi muốn chết rồi. Xem lại mình đi. Ăn mặc như vậy ra ngoài dọa người, một chút khí chất con gái cũng không có. Mình đâu có cần như thế. Ai nói mẹ mình từ nhỏ đã dạy dỗ mình y như con trai, lại quán trách mình tại sao lại là gái. Mình chỉ thích như thế này thôi, để mẹ khỏi cảm thấy tức giận. Ở đây buôn bán phát đạt, xem ra không tệ rồi. Chắc chắn là có thức ăn ngon. Số lộ phí này xài hết sạch rồi. Suốt cả chặng đường không có thức ăn, bụng đói xẹp lép. Đói thật đấy, gà quay vịt quay. Thôi đi. Không uống nữa. Đi thôi. Không uống nữa hả? Tại sao? Tâm trạng không tốt, không muốn ngồi đây. Đi thôi. Ừ.
Rõ ràng là một cô nương, sao lại cải trang thành công tử? Xem cô ấy mặt mày thanh tú, thật là may mắn. Mới đến đây, nhãn phúc đã gặp thục nữ rồi. Tôn tiểu thư, bây giờ đi hả? Đi hay không chẳng liên quan gì đến ngươi. Khó lắm mới đến đây một lần. Chúng ta uống thêm vài ly đi. Bớt lời thôi đi. Không đánh hả? Ta đang muốn bị đánh đây. Nào nào đánh đi. Đánh. Được, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Tiểu tử thối tà còn biết thương hoa tiếc ngọc. Xem ta dạy dỗ ngươi đây. Túi tiền của tôi. Ta trộm. Đừng chạy. Ngươi đừng chạy. Đại ca, thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, đáng mặt đàn ông lắm. Là Quynh sao hả? Đại ca, có phải Quynh bị thương không? Có cần tôi giúp đỡ không? Không, 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 không. Không cần đâu. Đừng để tôi gặp lại ngươi nữa. Đại ca, Quynh tên gì? Nhà ở đâu? Để tôi đưa Quynh về. Không, 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 không cần. Không cần đâu. Tôi tự về là xong. Tự về sao? Cảm ơn, cảm ơn. Không phải, không phải. Quynh thật sự không sao. Ngã đau như vậy mà không sao sao? Đại ca, khỏe thật đó. Là tạ Quynh. Không cần khách khí. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhắc đến làm gì? Tôi đi trước nhé. Tạm biệt. Quynh vẫn chưa nói Quynh tên gì. Khi khác đi, khi khác đi. Mất mặt. Mình vẫn là nên đi sớm thôi mà. Bất bật quá. Sao bên ấy lại không nói cho mình biết bên ấy tên gì vậy? Ngọc Mai nhất định là tại cậu đẹp quá đó. Bên ấy nhất thời căng thẳng nên đã quên mất cả tên mình. Nhất định là thế đó. Mình xinh xắn quá khiến cho bên ấy cảm thấy không giới tới nổi. Cái này đẹp quá. Đẹp thật. Cái này còn đẹp hơn nữa. Đẹp quá. Nhiều đến nỗi xem qua cả mắt. Ba mẫu, đừng khách khí. Lần này con đến Giang Nam làm ăn khá thành công. Đương nhiên là mua ít đồ về. Bình thường ba mẫu chăm sóc cho con thế nào? Hiểu quân này luôn ghi nhớ. Khách khí. Mấy thứ này đẹp quá. Đây là cái gì? Ba mẫu, cái đó là tặng cho Bạch Tuyết. Giao gia cũng đẹp quá. Bạch Tuyết đâu rồi? Con bé đó. Cậu vẫn cứ nhớ nhung gì đại ca đó sao? Không phải, đâu có đâu. Nói cho cậu biết, nếu cậu để mình gặp lại tên cướp đó, mình sẽ... Tôn Bạch Tuyết, con muốn làm cái gì? Điên khùng rồi hả? Con và Ngọc Mai ra ngoài đường dạo chơi. Đi dạo sao? Ăn mặc thế này mà ra đường dạo à? Đây đâu có phải là y phục của cha con sao? Con lấy từ đâu ra vậy chứ? Bạch Tuyết, người ta đang nói với con đó, có nghe thấy không? Quỳnh ấy nói là gì của Quỳnh ấy, con nhất định phải nghe sao? Con bé này cứng đầu cứng cổ, đừng chấp nhận. Không làm phiền. Ba mẫu, con người trên thế gian thường giả dối. Bạch Tuyết, tính cách rất thẳng thắn, rất dễ thương. Mẹ tôi nói chuyện với tôi liên quan đến Quỳnh. Con, mẹ không phải mẹ cứ hay nói nếu con là một nam gì thì thật tốt biết bao. Mẹ xem con mặc thế này mẹ cảm thấy vui mới đúng chứ. Còn không câm miệng lên. Bây giờ lại bắt câm miệng. Là mẹ đó. Năm đó tại mẹ không sinh được trai nên mới bị cha đuổi ra khỏi cửa. Không phải mẹ cứ quán trách con hay sao? Mẹ còn nói: trời ơi Bạch Tuyết, tại sao con là một đứa con gái? Nếu con là con trai, mẹ đã không phải chịu nhiều khổ cực rồi. Mẹ, con xin lỗi mẹ mà. Con câm miệng đi. Bạch Tuyết, con càng ngày càng hư đốn. Con dám đem chuyện năm đó của mẹ ra nói sao? Con bé này đúng là không biết điều rồi. Ta luôn chịu con làm hư. Ta đã phải chịu hết biết bao cực khổ. Ba mẫu, còn quá hư hỏng. Con chỉ là quán trách một chút. Quán trách cái gì? Ba mẫu, xin đừng đánh. Cần gì? Không phải là con quà muốn tặng cho nó sao?
Mau mau mau. Bạch Tuyết, chiếc vòng này Bạch Ngọc màu ngọc trơn mịn y như tuyết mùa đông. Cảm ơn nhé. Cái này là bột nước sông môi từ Giang Nam mua về cho muội. Hương Bách Ngọc, tôi cũng rất thích cái này nữa. Cảm ơn huynh. Trọng Hiếu Quân à, sao huynh tốt với tôi như vậy chứ? Ta tốt với muội mà không phải cần lý do sao? Huynh không cần lý do đối xử tốt như vậy. Các cô gái đầy ngoài đường sao huynh lại không đối xử với họ đi? Thôi được, nếu ta tốt với muội mà cần có lý do thì ta có hai lý do. Thứ nhất, ta thích muội. Cuộc đời này chỉ yêu một mình muội. Thứ hai, chúng ta đã định hôn ước. Không bao lâu nữa chúng ta sẽ thành thân. Ta không tốt với muội thì tốt với ai hả? Quynh tưởng Quynh nói như vậy thì tôi sẽ bị Quynh làm cho cảm động sao? Còn lâu. Lời của đàn ông không có câu nào là đúng cả. Nhớ năm đó lúc mẹ tôi và cha tôi ở bên nhau ân ái dường bao, chỉ vì không sinh được con trai, cha tôi lập tức đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà. Không thể nói gì được bà Tuyết. Được rồi, tôi hỏi Quynh, tôi thích ăn cái gì? Tôi hỏi Quynh đó, tôi không thích ăn cái gì? Quynh không biết phải không? Ngọc Mai, nói đi, mình thích ăn cái gì? Đậu hũ của nhà tôi. Sau này đậu hũ của nhà Ngọc Mai ta lấy hết. Cảm ơn nha. Quynh rốt cuộc thích ăn cái gì? Ta thích tất cả mọi thứ của muội. Quynh đó nha. Không mở miệng thì thôi, mở miệng ra thì toàn là giả dối. Đàn ông như Quynh sao có thể tin tưởng nữa? Quynh ở bên ngoài không đã nói với bao nhiêu cô đường những lời như vậy phải không? Tôi nhất định là phải lấy tôi. Hiếu Quân, đừng bậy bạ nữa, nói năng chấp nhận. Bạch Tuyết, con đừng tưởng ta không biết con đang nghĩ cái gì. Ta nói cho con biết, con muốn gả phải gả, con muốn gả cũng phải gả. Mẹ, cái gì mà cái gì? Ngày cứ là định rồi, cứ như vậy đi. Con được, muốn ta gả cho người lát nữa xem ta xử trí người sau đây. Được được được, mẹ tôi muốn tôi gả cho Quynh hả? Nhưng mà tôi có chuyện muốn nói với Ngọc Mai một lát, tôi sẽ về ngay thôi. Được 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 được, bỏ ra đi, bỏ ra đi. Tạm biệt Bạch Tuyết, ta đợi muội. Đến đây, đến đây, nhanh lên, nhanh lên. Các bạn đang xem phim tại website tvb.vn. Làm gì vậy? Cậu nói mình giả ma hù dọa Trương Công Tử sao? Nếu không thì hắn cứ bám lấy mình như vậy đâu có phải là cách hay đâu. Cậu phải giúp mình hù cho hắn bỏ chạy mới được. Không phải, mình thấy Trương Công Tử đối với cậu rất tốt mà. Mặc kệ đi, dẫu sao mình cũng không muốn gả cho hắn đâu. Đúng rồi đó, cậu phải nhớ đợi lát nữa mình sẽ giả vờ cùng hắn đi dạo chơi. Cô thì chạy về chuẩn bị vài thứ. Đến khi trời tối rồi, đến miếu qua không qua bà, nấp vào trong đó. Đến lúc xuất cảnh, mình sẽ đưa hắn đến đó. Cậu nhân cơ hội chạy ra hù dọa một trận cho hắn tê ra quần luôn. Không phải chứ? Có gì mà không được? Chẳng lẽ cậu thích hắn sao? Cái gì vậy? Mình là sợ mình quá xinh đẹp, đến lúc đó cậu phải làm thế nào đó, đúng không? Vậy không phải là vừa hay rồi? Buổi tối hắn sẽ đi tìm cậu giải bài tâm sự, thân mật thắm thiết như vậy, có đúng không? Vui rồi, không đùa với cậu nữa đâu. Thôi được rồi, tất cả là như vậy đi, nhớ cho kỹ nha. Đến lúc đó chúng ta gặp lại. Thích Phách, Thích Phách, Thích Phát. Chết thật, chết thật. Thích Phát vẫn không có ở đây. Ta thấy Thích Phát này chắc chắn là tìm thấy chỗ nào vui chơi rồi. Vui quá nên không biết về về. Trời ơi, Thích Phát, Thích Phát, đúng là không có ở đây rồi. Hỏng rồi. Lần này không những phải tìm cây gậy của qua công qua bà, mà còn phải tìm cả Thích Phát nữa. Sao số tôi khổ thế này chứ? Vừa đói vừa rét, chẳng thu được cái gì. Có người đến giếng rồi.
Cái gì cũng không, làm sao mà sống qua ngày đây? A Di Đà Phật, Thiên Tôn Vô Lượng, Đại Tiên à, ngài nói xem mấy người trong thôn này có tính cách như thế nào chứ? Có phải họ nghèo thật không? Ngài xem tôi đi ăn cắp cả nửa ngày trời rồi mới được có một chút bạc lẻ, làm sao mà sống đây? Đại Tiên, tôi cầu xin ngài làm chút việc tốt, thưởng cho tôi ít tài vận đi. Đại Tiên, Đại Tiên, tôi cầu xin ngài đó. Đại Tiên, cầu xin ngài, ngài chỉ thị cho tôi đi. Đại Tiên, cái gì đây? Sáng sớm ngày mai phải rời khỏi cái thôn nghèo kiết xác này rồi, không thì có đói mà chết. Cứ ngủ trước cái đã. Ngủ trước cái đã. Còn chưa đến nữa. Nhưng lúc hắn chưa tới, ta trốn đi trước cho thầy cơ bất ngờ, dọa cho hắn một trận. Ai vậy? Thật là ma. Ở đâu? Chúng ta đi đâu vậy? Ở đây ngoài ô quan vắng lắm, dân cư tươi tớt, lỡ như gặp phải nguy hiểm thì tôi còn không sợ. Chẳng lẽ huynh sợ sao? Chẳng lẽ tôi đem huynh đi bán? À không có, ta chỉ sợ một mình không bảo vệ được muội. Đúng là tình ngốc kết đần độn. Thôi được rồi, đến rồi đó. Nếu không muốn tôi gặp nguy hiểm thì đi mau lên đi. Đây là ở đâu vậy? Ngọc Mai này trốn ở đâu vậy chứ? Chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Bạch Tuyết, muội, muội đang tìm gì vậy? À, không có. Vậy muội đưa ta đến làm gì? Bởi vì ta nghe nói căn miếu hương quả này rất thịnh vượng, thế nên đưa mình tới đây để thắp nhang đó. Thế tại sao phải tối mới đến được? Là vì buổi sáng ở đây rất đông người, qua công qua bà bận tiêu tích sẽ không lo được cho chúng ta đâu. Buổi tối thì ít người hơn, họ mới rảnh để cầu khấn giúp huynh chứ. Đây là một bí mật của một mình tôi, huynh không được tiết lộ cho ai khác biết nhé. Thì ra Bạch Tuyết làm như vậy tất cả là vì ta. Cô ấy biết ta hay đi làm ăn xa, cho nên mới đưa ta đến đây để thắp nhang cầu chúc cho ta bình an. Bình thường thì cô ấy đối với ta lạnh lùng như vậy, thì ra tất cả là giả. Trên thực tế cô ấy vẫn rất quan tâm đến ta. Tôi giúp mình đốt nhang nhé. Ngọc Mai này chạy đi đâu rồi vậy? Sao còn chưa xuất hiện nữa? Cảm ơn muội, Bạch Tuyết, đặc biệt đã dẫn ta tới đây. Đừng khách khí mà. Muội tốt với ta như vậy, ta phải báo đáp lại ân tình.
Cây sáo này là vật may mắn ta đem theo bên mình từ nhỏ. Đối với ta mà nói, nó rất quan trọng. Vậy Quynh cất đi. Ta đang nghĩ Mùi đã sắp trở thành thê tử của ta rồi, cũng sẽ là người quan trọng nhất trong cuộc đời. Ta thấy hay là như vậy nha. Quynh làm gì vậy chứ? Ta phải chia nửa vận may của ta cho Mùi. Cây sáo này đại diện cho tình cảm với chúng ta. Mùi cứ giữ một nửa, ta giữ một nửa. Trên thế gian này chỉ cây sáo trong tay hai chúng ta mới có thể hợp nhất thành một. Sao Quynh lại dẫn tầm bẻ nó ra làm hai vậy? Ta còn nghĩ như vậy cho dù sau này chúng ta có già rồi, dung mạo có thay đổi, chúng ta cũng sẽ với cây sáo này hai hợp lại thành một, mãi mãi không chia lìa. Quynh ăn nói gì vậy chứ? Cái gì mà hợp nhất rồi mãi mãi không chia lìa? Bạch Tuyết, ta biết mà. Thiếu nữ có sự dày dặn của thiếu nữ, nhưng hôm nay Mùi đã đưa ta đến đây rồi. Cuối cùng ta cũng hiểu được thành ý của Mùi đối với ta. Ta không biết nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng ta sẽ dùng hành động của mình để chứng minh, chứng minh lời thề của ta đối với Mùi. Tôi rốt cuộc có cái gì tốt đâu chứ? Tôi hiểu con à. Quynh đừng như vậy nữa mà. Chẳng lẽ Quynh không nhận ra tôi? Tôi đưa Quynh ra ngoài để ứng phó với mẹ tôi hay sao? Mẹ của Mùi cũng là mẹ của ta, ta sẽ hiếu thuận. Quynh còn muốn hiếu thuận với mẹ tôi hả? Đúng rồi. Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, ta biết. Trong lòng Mùi, bác ấy rất quan trọng. Tuy Mùi gả vào Trương gia, sau này trở thành vợ ta, chính là trở thành người của Trương gia, nhưng mà ta cũng có thể đón nhặt mẫu qua sống chung. Được rồi, Quynh càng nói càng lạc. Không như chút nào, tôi đi đây. Bạch Tuyết à, cây sáo của Mùi Mùi còn chưa cầm đó. Bạch Tuyết, không ngờ cái người tên Hiểu Quân này thật quá suy tình. Không phải ngươi đã tỉnh dậy rồi sao? Sao lại ngất nữa rồi? Mau dậy đi. Cái gã này có phải đang cố tình giả vờ ngất để ngã vào ta không đây? Ta thấy chắc là như vậy rồi. Lần thứ nhất còn có thể nói là bị dáng vẻ của ta dọa ngất. Lần thứ hai nhất định là đã nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của ta. Hết cách rồi. Thật là khổ cho ta xinh đẹp dường bao. Mới bị tàn hương, gã này hình như cũng tệ. Thiệt thòi một chút cũng được mà. Người tỉnh dậy đi, người tỉnh dậy đi. Mẹ ơi, mau dậy đi, dậy đi. Còn bà chị thế này, lại bảo mình về nữa chứ, có điên không? Người cái gì? Ngươi lợi dụng ta mà còn muốn về người bỏ chạy hả? Sao lại khóc rồi? Cô nương à, người ma khác biệt, cô gây họa nhân gian, cô sẽ gặp báo ứng đó. Ai mà gặp báo ứng hả? Mở to mắt chó ra mà nhìn đi. Ma mà. Cô không phải là ma sao? Bí lời, đương nhiên là không phải rồi. Chưa từng thấy người đẹp hay sao? Dọa chết người. Thì ra cô không phải là ma sao? Cô là người hả? Đương nhiên ta là người rồi. Ta nói cho người biết, Nhất Hoàng Hoa Đại Khuê Nữ
Hôm nay đã bị ngươi lợi dụng mất rồi. Cuộc đời còn lại của ta ngươi phải có trách nhiệm đó. Cô nương à, khoan ổn quá đi. Tôi lúc nãy tôi cũng bị ngất cơ mà. Tôi đâu có hề biết đã xảy ra chuyện gì đâu. Ta nói cho ngươi biết, nếu ta đồng ý để ngươi chịu trách nhiệm thì đã chứng minh ta tha thứ rồi. Biết chưa? Ta là Lưu Ngọc Mai. Ngươi tên gì? Tôi là Triệu Đức Trứ. Triệu Đức Trứ. Triệu Đức Trứ. Triệu Đức Trứ. Cái tên của ngươi thật ý nghĩa đó, Lưu cô nương. Cái gì mà Lưu cô nương? Gọi ta là Ngọc Mai được rồi, không cần xa lạ. Lưu Ngọc Mai, tôi cảm thấy chuyện này nên giải thích một chút. Tất cả đều là trùng hợp, chỉ là hơi bất ngờ một chút thôi. Đừng ăn nói tùm lum. Cái gì mà bậy bạ, cái gì mà trùng hợp, duyên phận đó, hiểu chưa? Đúng đúng đúng, duyên phận. Nếu cô đã rõ ràng rồi thì tôi có việc nha, tôi đi trước ha. Tạm biệt. Đi hả? Triệu Đức Trú đã biết tâm tư của mình nên mới thấy ái ngại đây mà. Cũng dễ thương quá đó chứ. Hôm nay đúng là xui tận mạng rồi. Đến giờ này rồi một chút đồ ăn mà cũng không có được. Đói đến xẹp lép rồi. Đói đến chết luôn. Không đúng. Sao ta có thể nghĩ như vậy chứ? Bà ta đã từng nói rồi, người là sắt, cơm là đồng. Ta đừng đường làm đấng nam như ngay cả một chút đồ ăn cũng không tìm được sao? Không được như vậy chắc chắn sẽ bị người ta mắng đến ngu đấy. Chỉ là đồ ăn thôi mà. Ở đây có nhà ở, chắc chắn có thức ăn rồi. Nhưng nếu hắn không cho mình ăn thì sao đây? Có cách thôi. Đừng động đậy. Không, không động đậy. Đây. Cậu muốn thế nào? Thức ăn đâu? Ăn. Đồ ăn. Quay mặt qua đây. Không, tôi không kêu đâu. Ta tìm được thức ăn, ta ra ngay. Quay bên kia. Không được động đậy đó. Nhà tôi không có gì đáng giá cả. Không được quay đầu lại. Không động đậy. Người đó. Nhà bếp ở đâu? Là cái gì vậy? Một cây đỏ, một cây trắng. Cây đó là hai cây hôm nay tôi nhặt được ở trong ruộng. Ngươi còn nói là ngươi không quay đầu lại à? Tôi không có. Thứ đó hôm nay tôi mới nhặt được. Lúc nãy Quỳnh đã nói rồi, một cây đỏ, một cây trắng. Ngươi nói đi, ngươi nhặt cái này ở đâu? Nhặt hai cái thứ đồ chơi cũ không ăn được thế này vậy để làm gì chứ? Tiểu thối tha. Ta nói người chẳng sai chút nào, căn nhà rách rưới mà. Chẳng có một chút gì đáng tiền. Đúng rồi. Cái tên nghèo hèn như ngươi đó. Vậy bố đại hiệp, hỏi ngươi một câu, thức ăn để đâu? Còn dám lừa đại hiệp sao? Mình nói Ngọc Mai à, cậu đã đi đâu vậy? Hại mình lo muốn chết.
Không có đâu, mình ở miếu qua không qua bà đấy. Hả? Tại sao cậu không xuất hiện? Chúng ta không phải đã nói rõ là giả ma để dọa cái tên Trương Hiểu Quân sao? Cậu nói gì nữa nếu không phải tại cậu hẹn ở chỗ đó làm cho mình gặp phải... Gặp phải cái gì? Gặp cái gì? Thì... Gặp ma. Gặp ma. Cái gì mà gặp ma? Mình đã gặp phải Quynh ấy. Quynh ấy là người ái mộ mình. Có chuyện trùng hợp đến như vậy sao? Đúng vậy. Cái đó gọi là định mệnh. Còn biết không, người đó Quynh ấy tên là Triệu Đức Trú. Vậy sao? Lúc sáng nhìn thấy chúng ta, chị vừa mới nhìn thôi đã thích mình rồi. Buổi tối sau đó mình cũng không nói cho cậu biết đâu, nhưng lúc trăng thanh gió mát, Quynh ấy đến bày tỏ tình ý với mình đó. Cho nên mình cảm thấy rất thích cậu ấy. Cho nên mình đã thích ngay rồi. Thì ra cậu vì chuyện này mà làm chậm trễ phải không? Hay quá. Hai mình ở đây lo lắng nóng ruột suốt cả đêm. Không ngờ Lưu Ngọc Mai trọng sắc khinh bạn. Biết ngay mà, chẳng nhờ giả cậu được gì đâu. Cái gì mà trọng sắc khinh bạn chứ? Đừng nói khó nghe nữa, có được không? Cậu đã gặp phải chuyện như vậy, ai mà nhịn nổi chứ, có đúng không hả? Đừng giận mà. Cái này là cái gì vậy? Cũng khá đặc biệt đó. Cái này là của Trương Hiểu Quân tặng. Lại là của Trương Công Tử tặng sao? Cậu đừng nói, Trương Công Tử đối với cậu không tệ một chút nào. Nhưng mà tại sao lại tặng cây sáo này chứ? Cậu nói thử. Tặng đồ trang sức, tặng ngọc bích vừa đẹp, vừa có thể đeo, còn có giá trị tiền bạc. Tặng cây sáo lại còn bị bẻ mất một nửa nữa chứ. Anh thích thì tặng thôi. Cây sáo này có thổi được không? Cho mình thổi một chút. Cậu đừng đùa mà. Dẫu sao là đồ này cũng là của người ta. Hôm sau mình sẽ nói hắn đem về. Bạch Tuyết, Trương Công Tử người ta thật sự đối với cậu hết lòng. Cậu nói thử xem. Trương Công Tử người tốt, gia cảnh tốt, còn tướng mạo thì không chơi vào đâu được. Mình thật không hiểu tại sao cậu cứ đụng đẩy người ta ra xa ngàn dặm. Mình không thích. Nếu không phải mẹ mình ép ủ, mình còn lâu mới thèm quan tâm. Thật không hiểu nổi. Rõ ràng người thành thân là mình, vậy mà mẹ là còn gấp hơn cả mình nữa chứ. Cứ như là muốn đẩy mình ra khỏi nhà. Bá mẫu muốn nghĩ cho cậu thôi. Cậu xem lại mình đi. Xem lại cậu ngày nào cũng ăn mặc như vậy, y như đàn ông. Chẳng lẽ cậu cũng muốn lấy đứa con dâu như vậy về nhà chứ? Cậu nói đi. Cậu ngày nào cũng cài cái này cái kia. Ngọc Mai, sao cậu nói giúp mẹ mình? Cả cái tên Trương Hiểu Quân nữa. Chúng ta mới chỉ là em tốt với nhau chứ. Đúng rồi, chúng ta là chị em tốt, cho nên mình mới có sao nói vậy. Bạch Tuyết à, cậu xem đi. Cậu đâu có đẹp bằng mình đâu, đúng không? Vậy thì bá mẫu lo lắng cũng là có lý rồi. Hơn nữa Trương Công Tử người ta tốt như vậy, đối với cậu cũng tốt. Cậu nhất định phải nghe theo bá mẫu đó. Cậu hiểu chưa? Nói xong chưa? Không cần nghe cậu nói nữa đâu. Bạch Tuyết, Bạch Tuyết,